vị, như vậy là hai chàng trai đã tìm hiểu điện thoại cá nhân của hai người đẹp rồi. Và bây giờ hãy chờ đón xem quyết định cuối cùng của tần số tình yêu đến từ những trái tim này như thế nào đây. Xin mời cả nhà bước lên sân khấu. Dung ơi, chị nghĩ là trước khi cái bạn chính có gọi không á, mình nói một câu nào. Nói chung là tình yêu hay tình bạn gì cũng đều bắt nguồn từ cái duyên. Nếu như mà anh có số thì anh cứ gọi cho em. À, quyền quyết định của chính bây giờ là có gọi hay không. Em hãy suy nghĩ thật kỹ ha. Chuẩn bị 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Thật sự thì hôm nay nó cũng hơi khó với em, bởi vì mỗi anh có một cái yếu tố mà bản thân em cần muốn tìm hiểu sâu hơn. Anh số 2 là anh Duy Chính nè. 3, 2, 1. Và không có tần số tình yêu. Tại sao em không gọi? Trước tiên thì em cũng gửi lời xin lỗi đến mạng lưới trước. Cái giờ sinh hoạt của bạn với cậu em rất là khác nhau, nên đôi khi là cái thời gian mà hai người dành cho nhau sẽ không có được. Nên em cũng rất là sợ khi cái điều đó xảy ra thì em sẽ không có thời gian dành cho bạn nhiều. Nên em nghĩ là trước mắt thì cứ làm một người bạn trước đi. Tiếp theo mình sẽ tính tiếp cũng được. Mời Dung quay lại. À, hai bạn gặp nhau. À, rồi bước lên em, gặp mặt nhau rồi, giờ nói câu gì coi. Đầu tiên anh thấy em thì em rất là xinh và em cảm ơn. Thì anh nghĩ là ngày hôm nay chúng ta chưa có duyên, nhưng biết là sau thì chúng ta sẽ có duyên thì sao. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Cảm ơn hai tụi em. Rồi, dạ, cảm ơn các bạn. Tạm biệt. Dạ, xin hương cho anh rồi. Ai chà, hồi hộp nữa. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi tiếp theo, chờ đợi xem là sẽ có bắt sóng được tần số tình yêu hay không. Anh Di ơi, anh có nghe thấy em nói anh không? Anh đang nghe. Em biết là cả em và anh đều đã từng gặp rất là nhiều chuyện khó khăn. Sau này mình có thêm một người bạn nữa để san sẻ khó khăn thì em mong người bạn đó sẽ là anh. Trời đất. Đó, cô chủ động luôn rồi đó. Người ta mở cửa rồi kìa, bật đèn xanh rồi kìa. Rồi mời Linh Gia Linh giơ cái điện thoại lên ạ. Và quyền quyết định bây giờ sẽ là Duy. Mời gia đình nội ngoại em đem nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và đã có tình yêu, tần số tình yêu. Tôi cũng vui nữa. Hello, phải em là Linh không? Dạ, em là Linh. Anh muốn nói là qua những gì nãy giờ em chia sẻ thì anh cũng muốn được làm bạn với em. Tắt điện thoại đi. Đi. Quay lại gặp nhau đi. Quay qua nhìn. Hai đứa mình có nhiều sự đồng điệu với nhau. Với một phần là anh cũng muốn có một người bạn để chia sẻ. Bao lâu rồi bạn không nắm tay một chàng trai khác hả Linh ơi? Hơn năm. Vậy em nếu như bây giờ có người xin nắm cái tay cho ấm áp em có cho không? Dạ, có chứ. Còn chờ gì nữa? Để chủ động đi chàng trai. Nắm đi, nắm đi. Đi suốt cả một quãng đường dài nữa. Hai đứa nhìn rất là đẹp đôi. Và chị xin tặng cho hai em, giữ trái tim này nhớ nha. Đám cưới đám hỏi nhớ mời hai tụi chị. Em có một điều muốn nói nữa với Linh, là anh sẵn sàng quay lưng với tất cả nếu em lúc đó đang cần anh. Trời ơi, các bạn thấy chưa, ngôn tình chưa? Anh sẵn sàng quay lưng tất cả nếu lúc đó em cần anh. Chỉ có trong tần số tình yêu thôi. Hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi nha. 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình tần số tình yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.